Chết. Chết. Hello, chào các bạn nha, chào ngày mới. Hôm nay mấy anh em mình lại có mặt ở Hà Tiên. Mình mới kêu Việt mà không chịu đáp xuống, nó là mè nó. Việt mình mới quay cho bạn coi đó. Bạn theo dõi hành trình của mấy anh em mình hôm nay có săn được gì không nha bạn. Bánh đất gì à? Đất đông, đất bự lớn. Ừ. Ủa, có đem vỏ hay không? Cái này lúa đầu dễ ngắm sâu, giờ này nằm dưới khó ngắm chậu bắn trên mà. Chưa hao mấy. Thôi rồi ta đã xa nhau. Dưới mắt còn cái xấu lên luôn nè. Khó nhắm rồi chứ ha. Khó nằm khó nhắm rồi. Để mà họ con đọc cho bạn. Rồi chúng gì nữa đó coi. Xong. Có đường nào dễ vô không ta? Em vừa hai con công cộng. Không, em đi đường đó luôn đi, đừng quay lại chút xíu nè. Chụp lọc. Được, ok, ngay cổ. Quá mập. Ngay cổ nè. Lúi cái đầu lên mày. Bỏ vô túi anh bà, lấy túi anh mà. Túi bò thêm viên với chúng đâu. Túi bò vậy. Em đứng bên sông bắn công cộng hết bên đây nha. Cọc nó bài kế kế bên thôi. Xa lắm anh nè, cách cái bờ kinh. Thì cho anh bắn đi, anh bắn đi, bóp kèn hồi kèm ở dưới chân đó. Trời, dạng dữ hả, cua con hay vậy? Đây là con thứ ba đảm hại nha bạn, bắn mì ngoài kia, quỳ chim ngoài đá lụm. Con cò ăn mấy trăm gram chim? 350. Giỡn hoài mày. Hỏi người ta trả lời mình nó giỡn đi. Ý là bình thường mấy con này tầm khoảng ít nhất khoảng 350 400 cho lên. Không, nó cỡ đó bạn ơi, 300 tới 400 gram. Con này nhỏ. Con này bị gãy cánh. Con em bấm quay rồi sao chứ quay nó không nhảy lên. Đậu không. Tại lúc cuộc quay không được luôn. Hay lắm bạn ơi. Phải đi lụm phải rồi. Em bắn hồi nãy kêu quay vô là để anh lỗi. Quay vô bắn rồi để đợi cho dễ gì đi lượm. Để lại. Nhớ nha, em bắn cỡ nào cỡ cũng phải chờ anh tới nha. Đây là con hàng thứ ba các bạn. Lấy cái này. Em bắn. Đó, còn hai con á. Một con.
con. Cua dưới đất nó sợ trường lắm. Gớt. Gớt. Tua lòng. Sao anh ba không vậy luôn? Ăn hạ chú ba hả? Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Đậu cái cana bắn bụt. Ăn hạ cua dần nha bạn. Đi trước anh ba. Nãy kêu không nghe hả? Kêu sao nghe. Chết. Chết. Là Minh Ba ơi. Để cánh rồi. Từ từ anh ba, từ từ anh ba, từ từ anh ba. Vô này chuẩn bị lụm nè. Trời ơi. Không có, cái con kia nó binh kìa. Tỉnh hả? Tỉnh. Rồi, để anh, để anh. Mày luôn. Thả được cậu bảo nha bạn. Thả, thả cho anh ba anh chạy. Từ đây ra ngoài làm con cò bò các bạn. Bà bao anh ba, bà bao, bà bao. Lấy cần câu anh à. Trời ơi trời, bà cắm gói tôi ở đâu, bà lại bà dứt con ấy kìa. Không có, bắn con gắn mối. Rồi rớt xong rồi. Có con câu, có cái cầu rồi. Nãy em tưởng đâu rớt thằng kia. Gắn mối em mới bắn cái lọt đó luôn á. Móc cỏ nó mới được, có cái đồ móc đó. Nó đang mưa ướt nhẹp đó. Anh em thấy lạ không? Chỗ mình không mưa nè, chỗ đó mưa nè. Giờ mình quay đầu mình chạy thoát một cơn mưa này các bạn coi nè. Giờ trong lỏng nè. Kìa mưa trắng kìa. Trời luôn ha anh em. Con.
một em tôi không. Hít sọt tu hú à chú. Con tên gì? Dạ mấy tuổi rồi? 12 tuổi. Chơi ná không? Ủa? Biết chú không? Chú tên gì? Chú tên chú gì? Mày sao đâu vậy? Chú. Biết chú đâu? Đã Nguyễn. Chú. Chú. Yeah. đang đứng gạt bà cả. Đây đang đứng ăn bánh mì các bạn, mấy anh em đang ghé ăn bánh mì. Quy chim hả? Ban đêm. Giờ này buổi tối mà quy chim hạ con gạt xám luôn nha bạn. Ủa giờ bông. Ghê. Ghê thiệt. Quá ghê. Chim bắn đầu sự cái gì đâu trời. Máu chúng ta mà thử gì à, bắn thử cái đầu này. Trời ơi bắn bể đầu chứ thử gì. Cái này dưới đâu có cái trò đáng này. Không buông mấy hổ mì. Bảo bà túi anh kìa. Không kịp không chụp chứ không bỏ luôn rồi. Chứ còn gì nữa. Ta ơi, ta chụp đi. Nguy hại ra trúng á. Rớt không trúng rồi đi luôn à. Có vỏ nha. Ghê. Có công anh nha Huy. Một cái ổn qua đó rồi. Vì sao em bắn chúng? Để coi dừng con kia nó bay. Vì sao em bò thêm cái này hả? Còn nó tới nãy, con này tới nãy nè. Nó nói con dạng cái chim. Chim dạng cái chim bắn mấy kỹ á. Qua phòng vắng mạng Huy đi. Còn bắn vắng rồi. Cảm giác của em giờ sao Huy? Rất là bình thường anh, ba cái đồ quỷ đó. Vui. Rất là bình thường anh, ba cái đồ quỷ đó. Vui. Cái này là anh đóng thôi nhưng mà vô tình con này nó bị xui. Em nãy em tưởng là con cú mèo hay con gì không ạ? Đảm nha bạn. Quả hôm nay mấy anh em được tới 3 túi nha bạn. Nãy có Quy chim làm được thêm con dạt nữa bạn. Tổng cộng 5 anh em nha. Được một con dạt nè, 3 con cò bợ, 1 con cò trắng, 3 con tô hú, 2 con cồng cọc với con bềm bẹp các bạn. Cu với cho chảo không tính. Con vịt trời cái ghế. Con vịt trời thì bạn Quy dứt. Anh em nha, giờ vô đây vô thành phẩm rồi. Vui bộ rồi. Là cái đầu nó chiếc nấu nướng được.
Đây, về trễ quá mấy anh em, về trễ quá. Bò vô cái đầu á. Sao? Đây, này. Nó cái lẩu chua nha. Nó bò vô mình. Bò cái giá là để hồi nóng hỏi luôn. Cho nó đi nước đá bò. Hỏi đi, lạnh ai? Lạnh, có nước đá rồi. Có luôn. Mà còn có miếng gì nữa không? Còn để tao cái gà. Có can nè. Gà đã ốc lũa luôn. Cái gì có, chào hồn có đá không sao chứ. Đá ta còn nhiều luôn. Còn còn cái đi lấy, biết sao nè. Lấy đi. Dứt, ta nói dứt chứ ta không có nói quất. Dứt với quất mới thấy. Lỗ tai hay nói mèo. Mèo vậy, ăn thì nó ăn. Nói gì sợ lớn. Quất là dứt là gì. Lắm. Mà tất cả anh em ăn chung với mấy anh em rồi nha. Mời anh em đi. Ủa, không chấm được. Hồi chất mẹ. Hồi quá. Hồi. Nó hết bài nè mày. Hồi gì đâu. Ông nghe mùi thôi thôi. Hồi lông đó. Hồi lông. Không có gì hồi lông. Sao lại hồi cháy á. Không điện gọi giờ quen mùi rồi. Không sao đâu. Mùi gam mà. Thật tao chạy kẹp miếng. Chứ không phải là hồi lông. Chứ không phải hồi lông. Anh em bằng nát. Những thứ này không có được ốc chú đâu. Thứ gì không. Bất cứ luôn gì ăn hết trơn vậy. Chứ ăn hết à. Chuối thì mấy giường. Ừ. Nó không có cái bắp. Cái giường nào đợi vô mua cho em hoa gỏi đi bạn ơi. Đi đi. Các bạn ơi, thơm mùi lông vịt quá. Này vịt nước này kỳ quá. À, vịt trời luôn chịu rồi. Là con vịt này chui bánh xe nó qua hơi máy vô ta. Máy, máy vô. Hỏi ơn, hỏi chết nhiều vậy. Quá. Không phải chú Quang, cái mùi khác nó khác, cái này nó bị giống như bị hôi, bị hơi hôi lông á. Ừ, thì cứ bị đốt đó. Này luôn mùi nó gam á. Là miếng dạt coi, là miếng dạt. Mùi gam á, nó khác cái nó chỉ lông á. Mùi mùi xả vậy á. Phải. Phải mùi lông. Là miếng dạt của quỳ nó bắn rồi. Nãy có niềm nếm lộ lộn gì không? Ở đâu chú ơi? Tại vì do khò cái lông con nó còn nó bị dính. Thì là anh Long anh đưa gì vô đây, hôi gần mùi ánh rồi trời. Có bỏ vô miếng nào chết liền á. Bởi vì nói ăn nói xà lơ. Có tay trống quậy quậy không? Hôi gần mùi lông rồi. Hôi heo rồi. Ừ. Thấy tay mình nè. Hổm hửi không hôi, hôm hửi hôi hết hồn. Ừ. Nãy tắm hai lần không có xà bông luôn trời. Nắm nắm là đưa xà xà xà. Dơ quá dơ rồi. Nó xà bông rồi. Đây người anh em tốt. Đảo Nguyễn. Cò gần đâu bắn bắn cò bên sông với giữa đồng nữa. Là bắn trúng rồi. Vô. Lội muốn bệnh luôn. Sáng sớm bắt lội bắt còng cọc giữa hầm rồi. Còn thứ hai hết dám lội. Biết lội đầu rồi. Còn thứ hai lội hết nổi. Còn hai bắt bạn qua mai phi đâu lội. Mà chạy sau lưng xe ben á. Bụi á. Thôi hành trình hôm nay mình hôm nay cũng dài các bạn. Tạm chia tay anh em ở clip này. Hẹn anh em ở cái clip video kế tiếp. Chào tạm biệt mọi người nha.